Đêm nay và ngày mai có mưa nhỏ một vài nơi. Nhiệt độ ngay tại khu vực này đang có xu hướng giảm nhẹ. Cụ thể thì tại thành phố Đà Lạt, nhiệt độ dao động từ 12 cho đến 24 độ. Trong khi đó thì đối với khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, do yếu tố địa hình là sườn đón gió đông bắc ngoài khơi thổi vào đất liền nên đã gây ra mưa rào từ khu vực Hà Tĩnh cho tới Bình Định. Riêng đối với khu vực Thừa Thiên Huế được dự báo là có lượng mưa lớn hơn, do đó mà nhiệt độ ngay tại khu vực này đang có xu hướng giảm nhanh. Trở ra với các tỉnh miền Bắc thì Bắc Bộ hoàn toàn nằm trong khối không khí lạnh nên nhiệt độ ngay tại đây đang tiếp tục giảm nhanh. Và tuy nhiên thì theo như chúng tôi nhận định, mưa ở đây thì hầu như không còn. Nhiệt độ tại khu vực vùng núi cao Sapa có thấp hơn so với ngày hôm qua là 1 độ. Còn tại thủ đô Hà Nội thì nhiệt độ dao động từ 17 cho đến 20 độ, trời rét. Đến với khu vực Nam Bộ, tuy đêm nay và ngày mai chưa chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh, nhưng theo như chúng tôi nhận định thì nhiệt độ vào đêm nay giảm xuống còn 22 độ, có gió nhẹ. Nên ít nhiều thì người dân Nam Bộ cũng có thể cảm nhận được một chút se lạnh của đợt không khí lạnh này. Thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh nhìn chung khá ổn định. Đêm nay và ngày mai, thành phố Hồ Chí Minh được dự báo là mây thay đổi đến nhiều mây. Đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ vào tối đêm nay là khoảng 22 độ. Còn ngày mai thì nhiệt độ lại không cao lắm, cao nhất cũng chỉ lên đến là 33 độ. Với mức nhiệt độ như thế này thì khá thuận lợi cho quý vị có thể đón một mùa Giáng sinh thật là an lành. Chuyển sang những thông tin trên các vùng biển phía Nam. Vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu cho tới Cà Mau có gió đông bắc cấp 5, cấp 6, giật trên cấp 6, biển động. Vùng biển từ Cà Mau, Kiên Giang cho đến huyện đảo Phú Quốc có gió đông đến đông bắc cấp 4, trong cơn dông gió giật trên cấp 5, biển bình thường. Thông tin cuối cùng trong bản tin ngày hôm nay xin được gửi đến cho quý vị thông tin tại khu vực quần đảo Hoàng Sa và khu vực quần đảo Trường Sa. Ngay tại đây được dự báo là trời nhiều mây, có mưa, có gió đông bắc cấp 6, giật trên cấp 6, biển động. Đối với khu vực quần đảo Hoàng Sa, nhiệt độ dao động từ 22 cho đến 29 độ. Còn tại khu vực quần đảo Trường Sa, nhiệt độ dao động từ 25 cho tới 29 độ. Bản tin dự báo thời tiết của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh xin được kết thúc tại đây. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Thân ái, chào tạm biệt. Quý vị và các bạn, khi bàn về vấn đề an toàn giao thông, thường chúng ta chỉ quan tâm đến trật tự an toàn giao thông ở các con đường lớn, đường chính, những giao lộ. Nhưng thực ra, an toàn giao thông ở trong những con hẻm ở thành phố Hồ Chí Minh chúng ta hiện đang trong tình trạng đáng lo ngại. Thành phố Hồ Chí Minh là nơi có rất nhiều hẻm liên thông, liên hoàn. Trong đó có không ít những con hẻm rộng thoáng, đủ chỗ cho xe hơi vào, ra, thông thả. Tận dụng ưu thế liên thông của các con hẻm, người điều khiển xe thường cho xe chạy luồn lách trong hẻm khi gặp ùn tắc hoặc khi muốn né tránh cảnh sát giao thông. Vì sao vậy? Bởi vì vào hẻm thì không lo chuyện chạy phạm luật, sai tuyến. Muốn chạy thế nào thì chạy, xe lớn chở quá tải trọng, xe gắn máy chở quá số người cứ vô tư mà phóng ào ào, không sợ ai gọi lại, xử phạt hay nhắc nhở. Rất nhiều con hẻm bị lấn chiếm vô tội vạ, không chỉ do các căn nhà xây dựng sai phép, cơi nới trái phép mà còn do nhiều xe ba bánh chở vật liệu xây dựng, chở hàng công kênh, bán hàng rong, choáng hết lối đi trong hẻm. Đây là một con hẻm giao giữa đường Bành Văn Trân và đường Dân Côi, quận Tân Bình. Một trong những con hẻm gây nhiều khó khăn, thậm chí là nguy hiểm cho người tham gia giao thông vì thường xuyên có rất nhiều xe ba bánh chở hàng công kênh chạy nghênh ngang trong hẻm. Đáng lo nhất gần đó là trường tiểu học Bành Văn Trân. Vào giờ tan học có rất nhiều học sinh tự đi bộ về nhà. Nếu chẳng may có sự cố xảy ra, hậu quả thật khó lường. Con đường này là quá nhỏ này. Quá nhỏ nhưng mà cái lưu lượng xe ra chợ Tân Bình, rồi nhất là cái giờ mà cao điểm họp chợ Tân Bình, tan chợ Tân Bình. Rồi từ cái tan chợ Tân Bình nó cùng ca với tan chợ của công nhân Mai Việt Tiến, trang chợ của các trường học ở đây, phụ huynh đón cháu nữa. Rồi gặp cái xe lớn nó đi vào thì nó coi đường có khoảng 4 thước. Một cái xe tải trên 3 tấn rưỡi là nó vô là hết đường rồi. Và xe trên 15 chỗ nó vô cũng hết rồi. Mà gặp cái xe con trên này đi ngược chiều nữa là
không có đường đâu mà tránh. Vì thế nên chỉ tạo cái ách tắc giao thông ở chỗ này thường xuyên, nhất là những giờ cao điểm. Thưa chú, thì nếu mà tham gia, khi mà mình tham gia lưu thông ở tại những con hẻm á, thì mình có cần phải lưu ý điều gì không, về tốc độ hay là về cái không, sự quan sát? Cái đó là cái quan trọng nhất. Trong hẻm mà ở chạy ào ào là con nít, chó nó banh ra là dễ gây tai nạn, mà gây tai nạn là còn ách tắc nữa. Nói chung là không phải là con đường này, mà cái ý thức giao thông mà cái là sử dụng công lộ của mình á, thì đa số là ai cũng muốn tranh việc để đi ấy. Nên chứ không ai nhường cho ai, từ đó nó cũng có gây một cái ách tắc giao thông nữa, chứ không phải là do nhiều xe quá. Nhưng mà biết tuân thủ cái luật giao thông thì có thể nó đỡ bớt, nên nâng cao cái ý thức giao thông. Và nên nếu mà rộng hơn thì trong khu phố, tổ dân phố, mỗi lần họp dân nên nói cái này để cho dân họ thấy được. Nên thì cái đó ai cũng chấp hành ấy thì không có thấy kẹt xe đâu, chứ không phải cái đường phố nhỏ quá mà kẹt xe, nhưng mà do cái ý thức của mình. Nói chung ở đâu cũng vậy, ăn thua mình đi ý thức thôi, rồi chạy đàng hoàng thì nó đỡ hơn. Đó, gì chị thấy không? Đó, đơn giản vậy thôi đó, cái cô đó, nhưng mà lại chung nữa là cũng bị tông thôi, có gì đâu. Tham gia vào việc gây mất trật tự an toàn giao thông trong hẻm không chỉ do ý thức của người tham gia giao thông, mà trong rất nhiều trường hợp còn do chính ý thức của người dân trong hẻm khi mặc nhiên xem con đường trước nhà mình là của mình, tự ý toàn quyền sử dụng vào việc riêng. Bày vật liệu xây dựng, bày bàn ghế bán quán, che bạt, sửa xe là những hình ảnh rất dễ nhìn thấy trong vô vàn những con hẻm của thành phố. Hẻm càng lớn thì khả năng bị chiếm dụng càng cao. Thưa quý vị và các bạn, nếu như những con đường lớn, đường chính là nơi được phân định rõ ràng là dành cho giao thông, thì với những con hẻm là nơi vừa dành cho người đi bộ, vừa là nơi mà xe cộ có thể lưu thông hai chiều mà không chịu sự kiểm soát của cảnh sát giao thông. Chính vì vậy mà tình hình an toàn giao thông ở trong hẻm cần phải quan tâm chú trọng nhiều hơn. Những người tham gia lưu thông ở trong những con hẻm cần phải cẩn trọng hơn để cho việc lưu thông ở trong những con hẻm này luôn được đảm bảo cho sự an toàn của mọi người. Chúng tôi mong nhận được từ quý khán giả thư đóng góp ý kiến, hình ảnh, những video clip về tình hình an toàn giao thông, môi trường, về văn hóa đô thị và những sự sẻ chia từ cuộc sống. Xin vui lòng liên hệ Ban Khoa giáo Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh số 14 Đinh Tiên Hoàng, quận 1, điện thoại 0891025550, 0979091909 hoặc hộp thư 688 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn. Sapeco chung tay vì cộng đồng. Đứa con bao năm chịu đựng căn bệnh lạ, cha mẹ ước mong có đủ thuốc men chữa trị. Người cha thân yêu muốn về thăm chiến trường xưa. Cha mẹ vất vả, con cái muốn cha mẹ có một kỳ nghỉ đúng nghĩa. Hãy viết thư về câu chuyện ước mơ. Câu chuyện ước mơ sẽ thực hiện những câu chuyện truyền hình giàu tính nhân văn và biến ước mơ thành hiện thực. Hãy gửi thư về hộp thư 27 Bưu điện quận 3 thành phố Hồ Chí Minh hoặc email câuchuyenuocmo@dongtay.com.vn. Em là học sinh giỏi và em cần chiếc xe lăn. Bạn muốn gặp lại người thân yêu nhất sau 10 năm xa cách. Đã lâu con muốn trở về nhà nhưng không đủ can đảm đối diện với mẹ cha. Hãy viết thư về câu chuyện ước mơ. Câu chuyện ước mơ sẽ thực hiện những câu chuyện truyền hình giàu tính nhân văn và biến ước mơ thành hiện thực. Hãy gửi thư về hộp thư 27 Bưu điện quận 3 thành phố Hồ Chí Minh hoặc email câuchuyenuocmo@dongtay.com.vn. Hình như có tiếng chuông cửa, không có đâu mà. Anh đã nghe thấy, anh nghĩ là em nên đi xem. Đấy. Nhẹ nhàng và hài hước. Bộ phim Roseanne mang một thông điệp về tình yêu mà ở đó chỉ có vẻ đẹp tâm hồn, sự sâu lắng, đầm thắm của những trái tim yêu thương tha thiết mới cập bến hạnh phúc. Phim phát sóng trong tiết mục phim truyện sáng thứ Bảy lúc 9 giờ ngày 29 tháng 12 trên kênh HTV7. Tôi yêu anh.